Chào các bạn. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn về quy trình vận hành máy làm phẩm than. Thứ nhất là chúng ta sẽ mở nắp khoang, kiểm tra mực nước ở bình chứa nước. Chúng ta sẽ vặn theo chiều một kim đồng hồ để mở nắp bình. Sau đấy thì kiểm tra xem mực nước bên trong đã đạt chưa. Có mức tối đến A sẽ là vạch thứ 3 nhé. Tối đa của lượng nước cho vào. Sau đấy thì vặn theo chiều kim đồng hồ. Cho bình chứa nước vào khoang. Kiểm tra phần khăn vải. Thì các bạn sẽ cho hai cái chốt vào trong trục khăn. Sau đấy thì thả vào khoang cho đúng khớp, kéo một phần vải kẹp chắc vào trục. Sau đấy thì đậy nắp khoang. Chúng ta sẽ cắm kiểm tra nguồn điện, nút nguồn điện. Sau đấy thì nhấn nút công tắc nguồn để khởi động máy. Đi từ nút đầu tiên, humidity là độ ẩm của khăn. Các bạn để độ ẩm là 2 vạch. Tiếp theo về độ dài của máy làm khăn, tôi viết tiếng Anh là length. Chúng ta sẽ để độ dài là 2. Nút to sẽ là nút khởi động làm khăn. Nút tiếp theo là quantity, sẽ là số lượng. Tối đa sẽ là 18 khăn. Sau đấy thì lại về 1. Nút tiếp theo là cool hot, sẽ là nóng và lạnh. Khi các bạn nóng thì nó sẽ có đèn báo ở đây nhé. Bus, chúng ta sẽ mở cái này ra. Đây là cái khay chứa khăn. Bắt đầu làm khăn thì các bạn nhấn stop, start stop. Khăn sẽ tự động rơi ra. Cái này là mình vừa mới kéo thì chúng ta sẽ bỏ cái phần dư này đi. Sử dụng kẹp chuyên dụng để gắp khăn, cho ra đĩa. Và tùy theo số lượng trên bàn có bao nhiêu khách thì chúng ta sẽ xuất bấy nhiêu khăn theo như yêu cầu. Lưu ý, một lưu ý nữa là nếu như các bạn cần reset lại máy nhé, thì các bạn có thể mở khoang và lưu ý reset lại máy nhé. Chúng ta có cái hai cái nốt trong cùng này, một nốt đỏ và một nốt xanh. Thì khi cần reset máy thì mở nắp và nhấn nút reset để reset lại máy.